Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 thì Xuân Đỉnh đã tiếp tục khui những cặp loa bãi Nhật rất là chất lượng để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh. Thì trong video ngày hôm nay Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác 3 cặp loa toàn là những dòng hàng tuyển, và những cái model này thì có những model rất là quen thuộc và có những model thì rất hiếm và rất là độc. Chất âm của những dòng này thì khá là ấn tượng so với cái tầm tiền các bác bỏ ra. Và hôm nay thì Xuân Đỉnh về được toàn hàng đẹp thôi, và sẽ quay chi tiết cho các bác từng sản phẩm cũng như báo giá trực tiếp. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395 727 582, cũng như địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác về ba cặp loa này. Cặp đầu tiên thì đó là cặp Yamaha. Xuân Đỉnh cũng rất thích về những dòng này. Dòng này thì nó cho cái tiếng bass xuống rất là sâu và uy lực, và trung tép dòng này rất là sáng. Đặc biệt là thiết kế về những dòng Yamaha thì nó rất là hầm hố. Căng của nó là căng vải màu đỏ, thì nó là màu đỏ nhạt thôi. Khi bày thì nhìn nó rất là sang trọng và nó nhìn nó rất là sạch sẽ. Tem mát đầy đủ, khung gỗ còn cực đẹp. Cặp này là cặp Yamaha có model là NS 470 trở kháng 8 ohm. Những dòng loa Yamaha thì thường những dòng loa này thì rất ít khi ghi về công suất. Đấy, dòng này nó khá là giống so với những dòng Yamaha 690. Loa Yamaha này thì model của nó là 470 các bác nhá. Bass của nó là bass 20 năm. Củ xương đúc, và cái củ loa này thì nó rất là khủng. Gân của nó là gân vải lụa màng giấy. Đấy, cái phần rốn ở giữa này tại sao nó thiết kế mỏng như vậy, thì đây chính là cái lỗ thoát hơi. Khi cái tiếng bát nó rào động mạnh thì đây nó sẽ thoát hơi ra, thì các bác có thể nhìn thấy rõ cả côn của loa luôn. Đấy, gân vải màng giấy, loa nguyên zin tuyệt đối từ kiềng loa, tuyến loa, củ loa, một tép đôm, và cái quả tép đôm này thì củ nó cũng to đúng bằng mặt luôn, và loa có một tinh chỉnh dành cho giải tép. Thùng của nó thì toàn bộ silicon màu gỗ khá là đẹp, góc cạnh không có bị nở loét gì cả, nó chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Loa này có kích thước chiều cao đạt 58, chiều ngang 30 và chiều sâu là 28. Loa nặng tầm ổn độ 15-16 cân một thùng. Góc cạnh thì đẹp len keng. Trở kháng của loa là 8 ohm. Model của nó là 470. Cặp này các bác vừa nghe nhạc cũng như hát karaoke cũng khá là tốt, tại vì dòng loa này là dòng loa chịu tải, củ loa to, phân tần lớn. Mức giá là 3,2 triệu. Dòng này các bác có thể ghép đồng bộ với những dòng âm ly Yamaha cũng được. Ngoài ra các bác có thể ghép với những dòng Pioneer 7700, 7900. Đấy, những cặp loa này rất là chất lượng. Đấy, giá thành thì mềm mại và loa thì đẹp xuất sắc, nguyên zin. Yamaha NS 470 bass 20 năm, giá chỉ có 3,2 triệu. Bên này thì nó là một cặp loa khá là hiếm của hãng Đà Lông. Cặp này thì nó thiết kế rất là sang trọng. Đấy, đây hình như có lẽ cũng lần đầu tiên Xuân Đỉnh về được cặp loa nó thiết kế dị dạng như này. Loa này thì nó là loa 3 đường tiếng bass 20 năm, một chung, một tép còi, lỗ thông hơi phía trước. Cái phần mặt gỗ của dòng này thì nó cũng rất là hay. Các bác xem kỹ trong video thì các bác thấy Xuân Đỉnh quay chi tiết cho các bác. Đấy, bên trong này thì nó khắc hẳn một cái gồ hẳn sâu ở bên trong. Các gồ ẩn sâu phía bên trong và lôi ra một cái miếng gỗ, sau đó họ sẽ lắp loa vào. Đấy, nhìn cái loa nó rất là hay, nhìn rất là dị dạng. Đây là loa đàn lông, model của dòng này là 270 MK2 thì phải. Đây, Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác đằng sau được cái thông số trước này. Đấy, loa này là loa đàn lông 270Z, trở kháng 8 ohm, công suất 60W, một bát 2 năm, một chung 12 và một tép 5cm. Đấy, đây là thông số cặp loa nhé. Góc cạnh thùng Xuân Đỉnh quay luôn cho các bác này. Loa thì rất đẹp, hàng nguyên chất bãi, chưa hề nào chùi hay vệ sinh gì cả. Nhưng tuyến loa thì đây là hàng chọn rồi, nên các bác có thể nhìn thấy rõ từng góc cạnh luôn. Và duy nhất cũng chỉ có một cặp thôi chứ không có nhiều. Đấy, thùng màu gỗ, góc cạnh còn đẹp. Đây là quay trực diện cho các bác. Loa 3 đường tiếng bass 20 năm. Xuân Đỉnh cũng hơi tò mò về cái củ bát, thì tháo ra thì nó này là củ Aneco móng ngựa. Và cái gân của dòng loa này thì nó cũng rất là buồn cười. Gân này thì nhiều người thì nói là gân da bò hay là da trâu hay là da gì đây.
Đấy, cái gân này nó rất là bền và nó rất là mềm, màng nó là màng giấy rồi, rốn vải. Một chung 12 cũng vậy này. Cái gân của nó có những cái sợi lông tơ. Chung giấy, cái chung này cái nhìn nó rất là hay và cái nó rất là mềm, chung rất là chi tiết. Và đây có hai tinh chỉnh dành cho giải chung, giải tép này, tép còi. Loa này có kích thước chiều cao là đạt 64, chiều ngang 39 và chiều sâu của loa là 30. Hình thức thì rất là đẹp, nguyên zin tuyệt đối, đã test hoạt động tốt. Đây là cái e-căng. Tại sao e-căng mà xuất đỉnh này để dưới đất như này? Thì vì là cái màu căng vải cổ này thì nó rất là đậm màu. Đấy, nếu mà để dưới đất này thì nó mới là thật màu. Còn nếu như khi mà đặt lên trên cái loa thì nhìn nó khi quay trên điện thoại thì hiệu ứng nó hơi khó nhìn. Đây. Đấy. Đây là khi đặt trên loa này. Nó mang đúng tính chất là một cặp loa cổ kính. Loa còn rất đẹp. Phải nói là rất đẹp luôn đấy. Cái căng này cũng vậy nhé, đây là căng vải zin và căng cũng còn rất đẹp. Và cái màu căng của nó thì nó là cái màu nâu cho nên khi quay hiệu ứng điện thoại thì nó hơi khó. Đấy. Cặp này xuất đỉnh bán được bác mức giá là 6 triệu đồng. Đờ lông 270Z, model khá là hiếm và giá thì lại rất là mềm mại. Vì xuất đỉnh thì không quan niệm về giá thị trường đâu. Cho nên là bác nào mà biết đến kênh của xuất đỉnh cũng như bác nào mà quý mến xuất đỉnh thì hãy chia sẻ kênh để được các bác biết đến Xuân Đỉnh nhiều hơn, cũng như các bác sẽ mua được những sản phẩm tốt hơn tại cửa hàng của Xuân Đỉnh. Đờ lông 270Z, bát 2 năm, 1 chung 12, 1 tép còi. Đấy, mức giá chỉ có 6 triệu đồng. Sau bên này thì là một cặp Pioneer, thì căng cước thì quá xuất sắc rồi. Cặp này là cặp Pioneer, model của nó là T66 huyền thoại. Căng cước không có điểm chê. Nhưng hơi tiếc rằng là bên Bắc Tây, Bắc Tây này không biết sử dụng kiểu gì mà rơi với một cái chụp. Cái chụp này thì nó rất giống so với cái bếp, cái chụp bếp gà đấy. Đấy, bác nào đầu tư thêm một cái bếp gà, các bác lấy cái chụp này lắp thêm này là ok. Đây là nói vui với các bác vậy thôi, chứ còn nó chẳng ảnh hưởng gì cả, nó chỉ liên quan về cái hình thức một chút xíu. Nhưng để nói về cái chất lượng của loa thì đây là một cặp loa cực đẹp. Đấy, các bác thấy rõ cái kiềng loa bát này. Kiềng loa bát của dòng này là kiềng xương đúc mà nó còn trắng tinh như này. Đấy. Bát 20 năm kiềng xương đúc. Dòng T66 này là một trong những dòng loa cực kỳ là nổi tiếng. Nó đẳng cấp hơn rất là nhiều so với những dòng CF45, CF700 cùng thời của những dòng này. Đấy, T66 thì nó là thiết kế xương đúc bát 2 năm. Gân của nó là gân lụa, màng giấy màu mỡ gà và màng giấy nó còn rất đẹp, kiềng không có oxy hóa gì cả. Tiếc nhất là có cái chụp nó chung thì nó rơi, thì các bác để nguyên thì cũng chẳng sao vì nó còn cái e-căng đậy vào. Còn nếu các bác mà cầu kỳ quá thì các bác có thể tháo nốt cái bên này ra để cho hai bên nó giống nhau cũng được, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái chất âm. Loa Pioneer T66 này thì nó có kích thước chiều cao đạt 62, chiều ngang 35 và chiều sâu là 30. Loa rất nặng và chất và loa thì rất đẹp, còn nguyên cả giấy khai sinh và cũng chả có lau chùi gì cả đâu. Thông số của cặp loa đấy, bát 20 năm, 1 chung 6, 1 tép, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 90 dB, 60W một loa đấy. Nặng 18 cân một thùng, chiều cao 61, chiều ngang 35 và chiều sâu là 32. Đấy là cái thông số cặp loa. Bình thường nếu như những cặp như thế này thì cửa hàng Xuân Đỉnh cũng như rất nhiều cửa hàng khác sẽ bán với giá toàn trên 6 triệu. Để nói về cái độ đẹp sắc nét của loa. Và tất nhiên nó vẫn có chảy xước, vì những cái chảy xước này nó không đáng kể. Quan trọng nhất là các cái tuyến loa cũng như cái góc cạnh thùng và còn nguyên cả giấy khai sinh như này thì rất ít, hiếm lắm mới về được cặp như này. Nhưng rất tiếc vì cái chung này nó bị thiếu mất một cái chụp bảo vệ. Thì cặp này Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá chỉ có 5 triệu đồng. Bác nào mà không quá quan trọng về cái chụp của cái loa chung này thì đây là một cặp loa chất lượng. So với bình thường thì đã rẻ hơn đến hơn 1 triệu. Và đây thì không phải là bán lợi nhuận hay bán lãi gì cả, mà đây là chỉ Xuân Đỉnh xả để thu hồi vốn thôi, chứ không có chuyện mà bán một cặp loa này mà kiếm tiền triệu thì rất là khó. Thế nếu như vậy thì ai cũng đi buôn hết rồi. Cặp Pioneer T66 hơi xấu một tí, Xuân Đỉnh bán thanh lý cho bác mức giá 5 triệu đồng. Nó xấu nó không phải là về cái kết cấu gì cả đâu, nó chỉ về cái hình thức tí thôi. Căng cước thì quá xuất sắc nhỉ? Không hề rách, giá thành thì mềm mại 5 triệu đồng. Dòng này thì các bác ghép với những dòng Pioneer thì nó quá phổ thông rồi, nhưng cực kỳ là hay, nổi tiếng. Đây là ba cặp loa mà Xuân Đỉnh vừa giới thiệu chi tiết cho các bác.
Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395 727 582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin kính chào.